Hello chị Miên Anh. Sao hôm nay đi làm sớm như vậy? Bộ giận chồng hả? Trời ơi, mắc cười ghê. Bộ giận chồng đi làm sớm được hả? Tôi có nhiều deadline để hoàn thành. Tôi phải đi làm sớm. Sao mà giận được? Em thấy ngày nào cũng có hoa ship tới mà. Qua đó tôi tự đặt mua, tôi tự tặng cho tôi tự xứng hết được không? Nhiều chuyện. Thôi, tụi em làm việc đây. Alo, em nghe đây. Sao sáng em đi làm sớm quá vậy? Không đợi anh về chở em đi. Anh đi tập thể dục về thấy em mất tiêu rồi. Em xuống nhà đâu có thấy ai đâu. Nên là thôi em đi sớm luôn. Rồi em ăn gì chưa? Để anh đặt đồ ăn qua đem qua cho em nha. Thôi khỏi đi. Em ăn rồi. Nghe giọng có vẻ buồn quá vậy. Mẹ nói với anh qua nhà dì Thúy chơi. Không có sao đâu, đừng có lo. Anh mà làm sao hiểu mẹ bằng em được. Mẹ là mẹ giận em từ bữa giờ rồi. Mẹ cứ nói với em là chuyện dọn nhà mà em cứ né đó. Bà xã anh dễ thương gì, ai mà giận được chứ. Thôi đi. Anh làm ơn đừng có nói cái giọng đó được không? Nghe cái như con nít nha. Bác sĩ tâm lý gì mà nói chuyện kỳ cục. Tại vì em là ca ngoại lệ. Người đặc biệt như em chỉ có bác sĩ tâm lý Andy này mới trị được cho em thôi. Ồ, ghê vậy luôn hả? Vậy nếu anh giỏi giống vậy á thì anh chỉ em cách để mẹ đừng có dọn đi đi. Để anh suy nghĩ coi. À, có cách rồi. Bây giờ mình bỏ nhà đi đi. Bỏ trốn đi luôn, cho mẹ đi tìm mình. Mẹ quấn lên mẹ đi tìm. Cái mẹ hết giận mà mẹ quay qua mẹ lo lắng cho mình nữa. Em thấy sao? Anh thấy cách đó ok đó. Em biết không mà. Tự nhiên hai đứa đi trốn. Đi trốn chẳng những mẹ không tìm mà mẹ còn nhốt hai đứa bên ngoài luôn đó, anh hiểu chưa? Nói linh ta linh tinh không à. Sáng chưa uống cà phê đúng không? Trời ơi, đề nghị em mua đi cà phê uống vô đi. Nói chuyện cứ như là còn ngủ mơ. Ok, thôi tối nay vợ chồng mình đi ăn nha. Không. Năn nỉ mà. Đi. Biết rồi. Đón em đi ăn cũng được. Thôi vậy nha, em đi làm việc đây. Ok, bye bye bà xã. Ngoa. Làm gì nhìn ta hoài vậy? Yêu ta hả? Thôi mà, đừng có giận anh nữa nha. Có bồ rồi đó nha. Em, mà chị nghĩ á, là em có người yêu thôi, quen chơi vậy thôi, đừng có lấy chồng khổ lắm. Tin chị đi. Nhất là còn sống chung với mẹ chồng nữa, chết luôn. Chà, chắc kiểu này chắc em khỏi lấy vợ quá. Nghe sợ quá. Chị. Em đi gặp khách hàng hả? Dạ đúng rồi chị. Em đi. Uyên. Uyên. Dạ. Nhìn em sao mệt mỏi vậy? Dạ em không có gì đâu chị. Em vào phòng chị nói chuyện với em xíu nhé. Dạ. Em dạo này sao rồi? Chị thấy sức khỏe em không được tốt. Nhà sẽ ra chuyện gì đúng không? Dạ không có chị. Chắc tại lúc này em hơi thiếu ngủ. Nhưng mà em sẽ cố gắng tỉnh táo hơn. Được rồi, giữ gìn sức khỏe. Có một vụ này. Thật sự thì nếu mà chị giao cho người khác á, thì chị không thấy an tâm. Nhưng mà giao cho em á, thì chị lo là sức khỏe của em á, không đảm nhiệm được. Vụ án gì vậy chị? Em xem đi. Thật sự là chị nghĩ em làm ở đây lâu rồi và em đủ cứng cáp để đảm nhận được cái nhiệm vụ này. Nhưng mà thật sự là em có làm được hay không? Tại vì thật sự chị đang lo cho sức khỏe của em. Em
Em biết cách tự chăm sóc bản thân mình và em bé mà. Chị yên tâm đừng có lo. Em cảm ơn chị đã tin tưởng cho em. Em hứa em sẽ cố gắng hết sức. Ok, em hứa nha. Chị sẽ giao nhiệm vụ này cho em. Nhưng mà điều quan trọng á là em phải biết chăm sóc cho em và dạ. cả em bé nữa, hiểu chưa? Dạ. Có chuyện gì á là phải nói cho chị liền, biết chưa? Dạ. Em nhớ rồi sếp. Em xin phép. Em chào cô. Cô ở đây nè. Em làm xong cái này rồi, cô kiểm tra giúp em với. Ok, đưa cô. Ủa sao mà không ăn đi? Bánh của em trai Thanh Xuân làm sao mà ăn được? Không ăn đi, tao ăn. Trả đây, trả đây. Để đó. Ừ. Xuân, Xuân. Trời ơi. Không được, không được. Lúc này là phải tỉnh táo. Không được buồn ngủ hoài như vậy được à. Ủa? Bánh của ai vậy mấy em? Học trò sếp. Chàng trai thanh xuân ai cũng muốn có. Của Bách đó hả? Đúng rồi. Mà mọi người, tôi có thấy một điều rất là lạ nha. Là ở cái chàng trai thanh xuân đó, tại sao cái bánh của mình nó có chút xíu à, mà cái bánh bên kia nó to quá trời to luôn. Có gì đó sai đúng không? Trời ơi, em trai của bạn tôi đó. Với lại hôm bữa chắc là dự sinh nhật sếp nè, chị không ăn được kem cho nên mới mua bánh này đây nè. Tinh tế quá ha. Trời ơi, không hiểu sao dạo này cứ có cảm giác thiếu ngủ hoài à. Mặc dầu là tối hôm qua đi ngủ rất là sớm rồi đó. Hay là pha một ly cà phê uống đi cho tỉnh chị. Bậy rồi, em bé. Quên. Biết con trai hàng gái chưa? Nữa, cái nhỏ này vui duyên nãy nhất. Mới có mấy tuần à. Thì em đâu biết đâu. Lo làm việc đi, nhiều chuyện chứ bị chửi. Đúng rồi đó. Tập trung làm việc đi. Trời ơi, tôi đang buồn ngủ mà mấy người làm tôi thức luôn rồi nè. Cảm ơn nha. Thơm quá à. Nè, bánh nè. Ăn nữa không? Thôi, nhường chị đó đâu dám. Nói chứ nhiều lắm, ăn phụ chị đi. Alo anh hả? Anh ơi, chiều nay em có việc đột xuất ở tòa soạn, em không có đến đón anh được nghe. Ừ, chiều nay anh đi taxi về giùm em nha. Không có đem theo dù hả? Dạ, hôm nay em quên mang dù. Nè, lấy đỡ dù anh đi về đi. Anh đợi chút bớt mưa rồi anh về. Tại hôm nay anh không có đi xa nhà. Đâu có được đâu anh, em là nhân viên của anh mà. Tự nhiên bây giờ em cầm cái dù của anh, rồi mấy cô lao công nè, rồi chú bảo vệ, mấy bạn nhân viên trong đây mà thấy em cầm cái dù anh vậy á, người ta hiểu lầm rồi sao? Từ nãy giờ em cầm dù anh không, em đâu đưa anh lại đâu. Thôi em lỡ cầm dù anh rồi, cho em mượn đi về. Đi cẩn thận đó. Nhớ là đừng để người ta hiểu lầm em nha. Ừ, lo dạ. đi kìa. Ủa, mẹ. Mẹ cẩn thận đó. Trời ơi, trời đang mưa gì
mày vô trong đi. Trời ơi, mẹ ướt hết rồi nè. Không sao mà con, có cái dù mà. Mẹ mướn nước đi, cho nó ấm bụng. Trời mưa vậy, mẹ mở nhà đi. Mẹ tới đây chi lỡ bệnh rồi sao? Thấy trời chuyển mưa, rồi sợ con đi làm con lỡ quên mang dù hay là quên mang áo mưa cho nên mẹ đem tới. Trời ơi, không có dù, không có áo mưa rồi con ra rồi trúng mưa rồi về rồi cảm sốt. Mệt lắm mà con ơi. Con lớn rồi, trời mưa con biết tự xoay sở được mà mẹ. Bao nhiêu năm rồi đâu có được chăm sóc con. Mẹ à, chuyện đó qua rồi đừng nhắc tới nữa. Điều cần thiết nhất bây giờ á là mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ phải có thật nhiều sức khỏe để mẹ bên cạnh con thật là lâu hơn. Mẹ cứ nghĩ hoài, sanh con ra vậy mà từ lúc con mới lọt lòng cho tới khi con lớn lên, mẹ chưa có một ngày nào được chăm sóc con hết. Thành ra bây giờ á, có bao nhiêu sức khỏe là mẹ cứ muốn được chăm lo cho con. Nếu mà con không phiền để mẹ lo đi, mẹ lo tới chừng nào mà cái chân mẹ đi không nổi nữa là thôi nghe. Mẹ, hay là mình về đi con, ngớt mưa rồi ha. Dạ. Mẹ, hay là con dọn về ở chung với mẹ nha. Con à, thôi hết giờ về mọi người ơi. Đi. Ê, chờ với. Em về trước nha. Bye 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 bye. Ủa, sao chị chưa về? Em về trước đi, chút chị về. Em thấy chị mệt mỏi lắm rồi á. Không ấy tranh thủ về sớm nha. Em về trước đây. Bye bye. Em chưa về nữa hả? Dạ, em ở lại đọc thêm chút tài liệu rồi về. Vậy á, nhớ tắt điện nha. Dạ. Chị về trước. Đề án của em á, cô đã chỉnh sửa rồi. Em chỉ cần về. Ủa, em chưa về hả? Em tính chào chị rồi mới về. Trời đất, hôm nay bà đặt chào với hỏi nó. Thôi đi về đi. Em về trước nha. Ừ. Bạch, em làm cô nãy giờ nói lạm nhảm một mình vậy đó. Dạ, cô nói lại được không ạ? Cô nói á, là bài của em cô đã sửa rồi. Em chỉ cần về làm chính chu lại là được. Nhưng mà không ngờ khi em nghiêm túc em làm cũng tốt quá ha. Thầy giỏi thì trò không phải giỏi chứ. Cô nghĩ á, là em đem cái giọng này ra tòa em thắng đó. Lúc cần cương quyết em sẽ cương quyết. Thôi đi về. À cô cô cho em ở lại đây đọc khóa luận được không? Tại vì về nhà em ồn lắm, em học không được. Thôi được rồi, em ở lại đi. Mà không được làm phiền người khác nghe chưa? Dạ. Cô về đây. Dạ. Bách. Dạ. Em làm chị hết hồn mà. Hôm nay nó về rồi mà. Cô Phượng kêu em vào lấy sách đọc tiếp. Học tiếp hả? Học tiếp gì giờ này? Cô Phượng nói em đâu biết. Chị cứ làm bài đi. Xong lấy tài liệu rồi về nhà học đi. Nhà em ồn lắm, không học được đâu. Em phải ngồi đây hả? Mà hồi nãy chị ăn bánh ngon không? Ngon chứ sao không ngon. Cảm ơn nhóc nha. Dạ. Ủa, hai đứa về rồi đó hả? Dạ, dạ. Thưa mẹ mới về. Ừ.
Mấy hôm nay trời hơi lạnh, mẹ có bị nhức người không mẹ? Mẹ cũng đỡ đỡ rồi, nhờ thuốc của bạn Andy đó. Nè, con hôm nào rảnh rỗi rồi chăm sóc mẹ chồng con hay chưa? Andy nè. Dạ. Mẹ thấy mẹ của con cũng hay nhức mình nhức mẩy á. Hay là hôm nào con xin nghỉ làm một bữa đi, rồi dẫn mẹ con lại cái chỗ đó khám, mẹ thấy cũng tốt đó. Dạ, để con sắp xếp. Ừ. Ủa anh, sao nãy em thấy anh đi với mẹ vậy? Tại vì mẹ thấy trời mưa cho nên đem dù tới cho anh. Nghĩ mà thấy thương mẹ ghê. Sau này hai đứa có con rồi thì mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Cho dù các con có lớn thì cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là đứa trẻ trong mắt của cha mẹ. Giả lại, mẹ của Andy đã xa cách Andy mấy chục năm nay rồi, cho nên mẹ của Andy muốn chăm sóc cho Andy là cái chuyện thường tình thôi mà. Con thấy là do mẹ ảnh cố tình làm như vậy để ảnh mềm lòng dọn gì đó sống thôi mẹ. Minh Anh, con suy nghĩ gì mà lung tung vậy? Tình mẹ con mà con nói vậy đó hả? Bây giờ mình có dọn qua bển ở hay không đi chăng nữa thì mẹ Andy vẫn muốn chăm sóc Andy mà. Nếu vậy thì tại sao mẹ của anh lại phải đi nói chuyện với mẹ, kêu mẹ thuyết phục vợ chồng con qua bển sống làm gì? Cái này không phải là ý của mẹ Andy. Mẹ Andy không có liên quan chuyện này mà chính mẹ. Mẹ đưa ý kiến ra như vậy đó. Ủa, con là con gái của mẹ mà thì con phải biết lễ nghĩa chứ. Gái đã có chồng thì phải theo chồng, phải đối xử cha mẹ chồng sao cho tốt chứ. Con cứ vậy không à. Thôi, hai đứa làm gì làm đi, mẹ đi ngủ sớm đây. Sao em cứ giải thích hoài mà không bao giờ mẹ hiểu đúng ý em hết ta? Không biết mình sai cái gì đó. Anh nói cho em một câu công bằng coi. Từ đó tới giờ anh sống với em, anh có phải là cảm giác là chịu đựng, cảm giác bị chèn ép em là một con người rất là kỳ cục, rất là khó ưa giống như mẹ nói không? Anh nói thật nha. Từ trước tới giờ tất cả những gì em làm và em suy nghĩ anh đều cho là đúng và luôn ủng hộ em. Phải vậy chứ, chồng con em là phải vậy chứ. Rồi sao nữa nè? Nhưng mà hồi chiều này á, khi mà thấy mẹ đem dù tới bệnh viện cho anh, tự nhiên anh cảm thấy có lỗi với ba mẹ quá. Tại vì bao nhiêu năm qua anh luôn trách lầm ba mẹ. Thật sự anh rất muốn ở bên cạnh mẹ để chăm sóc cho mẹ. Nên là sao? Nè, đừng có nói với em là anh đã đồng ý với mẹ anh dọn qua đó ở mà chưa hỏi ý kiến em nha. Anh rất hiểu rõ ý của em. Quá đáng. Anh sẽ đưa vợ đi ăn cái món mà vợ thích nhất nha. Nhưng mà cứ cho cherry ăn. Thôi, lâu lâu vợ chồng mình lãng mạn nhau mà tự nhiên kêu cherry. Đêm hôm khuya khoắt đi đâu vậy? Em đi đâu? Đừng có nhắc ông ở đây. Ê, cãi nhau hả? Lạ quá ha. Có chuyện gì nữa tao nghe. Bộ có chuyện gì à? Không có chuyện thì ghé đây làm gì? Hỏi tôi vẫn căng kìa. Thôi anh giải quyết đi, em đi ăn đấy. Gì? Bạn của em tự nhiên giờ thấy căng thì em bỏ đi rồi anh biết nói chuyện gì? Nè em luôn. Minh Anh, em đi điện nè. Mở lo luôn rồi đó. Anh mà đến đây là em đi chỗ khác đó. Em bình tĩnh đi. Anh chỉ sợ em đang bực mình rồi đi đâu lung tung thôi. Bây giờ biết em đang ở đó thì anh yên tâm rồi. Em cứ ở đó đi. Khi nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì đi về cũng được nha. Cho anh gặp Nam Quân chút đi. Nghe nè. Nam Quân, có gì
Nam Quân ngó Minh Anh giùm em đi nha. Ừ, không an tâm đi, Minh Anh ở với tôi không sao đâu. Ừ, vậy nha. Ok, thôi em đi cấp máy nha. Ê, Minh Anh, hỏi thăm xíu nha. Andy có sao không? Sao lại sao? Trời, anh nghe điện thoại mà. Nam Quân hả? Minh Anh có đó không? Cho Andy hỏi thăm. Trời ơi, nghe sợ luôn á. Lại không đang giận kìa. Giận chút xíu phá không khí. Sao đây nè? Hay là bây giờ mình kêu cái gì về đi, rồi ba người ăn rồi mình chia sẻ cùng được không? Chuyện nhà né né, chuyện người ta thì xông xáo lắm. Chị ơi, cũng trễ rồi á, thôi mình về đi. Mà em nghe nói á, mình có em bé rồi mình phải nghỉ ngơi nhiều. Sao biết? Tại em thấy chị đăng Facebook á nên em đoán. Trời, 7 giờ rồi hả? Nhanh thiệt chứ. Thôi mình về thôi. Ủa? Mà sao chị không để sinh xong rồi làm việc tiếp? Bây giờ là thời gian chị cần nghỉ ngơi nhiều á. Đây là cơ hội hiếm có, chị phải cố gắng hết mình để thực hiện thật là tốt và xuất sắc vai trò lần này. Với lại chị tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Mẹ chị có muốn ăn gì không? Thôi trễ rồi, chị về nhà luôn. Dạ. Yeah. Bạn em buồn mà sao ăn dữ vậy? Con gái mà buồn thì có hai dạng. Một là ăn cả thế giới, hai là chán cả thế giới. Vợ thuộc ở số mấy? Thử làm em giận thử coi. Ồ, dạp. Ăn quá cố. Mình ăn. Cảm ơn anh. Ê, tao thấy tao buồn mà mày không có quan tâm, mày hỏi tao có lý do sao buồn vậy thì mày. Trời ơi, tao hỏi từ lúc đứng đây xong rồi mày ngồi đây rồi tao ngồi đây luôn. Mày có trả lời đâu. Thì chưa trả lời thì hỏi nữa, hỏi tiếp, hỏi chừng nào trả lời thôi. Thôi mắc mệt. Sao? Anh Quân. Hả? Có bao giờ anh tự quyết định một cái chuyện gì đó mà anh không hỏi con My không? Ờ thì chưa. Xưa giờ vợ chồng anh tôn trọng nhau lắm, với lại anh không có để ý gì vậy. Giờ anh quyết định hết à? Chắc quá. Em ăn nãy giờ vậy chắc cũng nghĩ cần phải có soda để tiêu hóa đúng không? Anh vô lấy soda cho nha. Lẽ ra anh phải lấy nãy giờ rồi đó. Ừ. Trời, công nhận sự vô tâm của mày bền vững ghê luôn á. Tao nói vậy rồi cũng tiếp tục lấy điện thoại bấm hả? Không phải là tao vô tâm, tao đang nghĩ cách cho mày đó. Mà tính mày bướng lắm. Trời ơi, tụi tao mà chiều mày một có chắc Andy chiều mày gấp 10 lần luôn á. Mày qua tới đây rồi nè, mà ổng còn gọi điện thoại như vậy nữa, mày thấy sướng không? Xin cái con khỉ, đây là cái vụ cãi lớn nhất của tao với ổng từ trước tới bây giờ. Ổng không gọi với tao đi mà biết. Thì vợ chồng mày cãi nhau là chuyện bình thường. Cái hai cũng có lúc không hiểu ý nhau chứ. Không phải, mày không có hiểu là cái vấn đề á, tao với ảnh mà dọn qua đó sống á, chuyện nó rất là phức tạp, chuyện lớn đó mày hiểu không? Bây giờ ổng mới nhận lại gia đình ổng thôi, mà vì mẹ ổng, ổng đã tự quyết không hỏi tao một cái tiếng nào. Thử coi mai mốt tao dọn về bên đó sống chung thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ mày ở với nhau á thì mày phải nhường nhau tí xíu. Vợ chồng như vậy mới hòa thuận được chứ, mày bắt người ta cứ theo ý mày hoài, ai mà theo. Ủa tao đâu có bắt theo ý tao. Cái này là sự cam kết giữa hai vợ chồng trước khi đám cưới. Tự ổng hủy cam kết là ổng sai trước. Nói mày nghe nè, mày phải biết là cái số mày rất là may mắn. Mày thấy con Uyên không? Đó, vợ chồng cãi nhau đó, chồng nó có thèm hỏi nó tiếng nào không? Mày nhìn lại mày đi. Trời ơi, người ta cầu như mày không được đó. Tao nhớ nãy giờ tao nói tiếng Việt mà mày không hiểu hả? Bởi vì đây là cái lần đầu tiên ổng làm như vậy thì tao phải làm sáng tỏ vấn đề. Nếu như tao nhượng bộ thì ổng sẽ tiếp tục tái diễn. Mày hiểu không? Mày thấy tao với anh Quân không? Cãi nhau đó
Nhưng mà phải biết điểm dừng, phải biết điểm dừng. Vợ chồng phải nhường nhau. Bây giờ ảnh đã như vậy rồi thì bây giờ mày nhường lại ảnh một tí xíu. Tao biết nhưng mà mày phải nhường ảnh tí xíu. Tính mày bướng quá. Thôi nói chung là tao nói hết lời đó. Hết lời với mày rồi. Giờ mày không hiểu nữa là tao cũng thua luôn á. Nãy giờ tao thấy mày mới là người không hiểu. Tao là bạn mày hay ổng là bạn mày vậy? Ờ, trễ rồi. Tao phải về chăm Cherry nữa. Thôi đi về, đi về, đi về. Ủa? Dạ. Con đi đâu giờ này mới về lận? Dạ, tại ở công ty con có chút việc nên con phải ở lại làm việc cho xong. Việc của con? Con đã có em bé rồi. Bớt công việc lại, nghỉ ngơi cho nhiều vô để bớt căng thẳng nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, đi nghỉ đi. Dạ. Thương không? Dễ thương quá à. Nè, nhìn món nào cũng thích hết anh. Đúng là đồ của con nít. Thơm mùi sữa quá à. Anh, hả? Đúng là hả, em bé có sức mạnh thần kỳ thiệt á. Trời ơi, em đi làm trễ mà mẹ không la, mà còn nhắc em á là nên nghỉ ngơi bớt việc lại nữa đó. Anh đã nói rồi, em phải tin anh. Biết mình có em bé hả, mẹ vui lắm luôn á. Vậy bây giờ mình đặt tên con là gì sao? Anh nghĩ nha, nếu như mà là con gái thì đặt là Như Ý. Như Ý? Ừ. Duyệt. Còn con trai cho em đặt đó. Con trai hả? Minh Đức đi. Minh Đức hả? Cũng hay. Nhưng mà anh nghĩ thêm là Tuấn Khôi cũng hay. Cũng hay ta. Vậy là phải nhờ mẹ chọn rồi. Có hai tên không biết chọn tên mình nào. Mình sẽ nhờ mẹ chọn ra một tên đẹp nhất để đặt cho con của mình. Ước gì bây giờ hả? Chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Mở mắt ra là thấy em bé nằm trước mặt rồi. Đâu cần phải ước đâu, anh ướm cái đồ này lên là thấy em giống em bé rồi. Hay quá ha. Nè, có cái mỏ nè, mỏ này giống ba đó nè. Anh thấy là giống em nhất á. Giống có em đâu, cũng giống anh đó. Về trước nha, cảm ơn hai vợ chồng. Anh đi với em về. Thật chứ buông ra. Có sao đâu. Thật mà không thích. Thôi mà. Khoan đã. Sáng em chưa ăn cái gì hết. Uống cái này đi, đừng có để bệnh đó. Anh cũng nhớ ăn sáng. Chào chị. Sao hôm nay đến trễ vậy ông Phúc ơi? Thì để tin về cho team của mình nè. Ủa, bộ hôm nay có cuộc họp gì hả? Không biết nữa, nghe đồn là vậy á. Dạ em chào anh. Em chào anh. Có
có chuyện gì vậy anh? Tại sao tôi bước vô phòng ai ai người ta nhìn thấy tôi, người ta cũng đều chào tôi hết. Cô bị đuôi à? Tại sao không chào tôi? Em chào anh. Giỏi quá ha. Biết được tin vui rồi chứ gì. Giả bộ làm việc hăng sai đồ. Sếp không có nhìn thấy mấy chuyện này đâu mà cộng điểm cho cô nha. Em không cần cộng điểm. Em đang cố gắng để hoàn thành deadline. Ok. Ok gì? No ok. Bây giờ quạch tẹt ra đi. Bây giờ hai mình biết chuyện với nhau rồi nè. Bây giờ nè, quạch tẹt, lật mặt ra nói chuyện với nhau đi. Đừng có giả bộ ngây thơ vậy, mệt lắm. Bây giờ vậy nè, tôi với cô đúng không? Bây giờ nè, tôi còn độc thân, vui tính, năng nổ và hoạt bát, nói chuyện có duyên. Còn cô sao? Cô sao? Cô có gia đình, có chồng, có con. Thì mình nên ở nhà, mình chấp chồng, chấp con. Anh có thể đừng nói chuyện gia đình của em ở công ty được không? Tôi lo cho gia đình cô thôi. Mau về nhà. Em chào chồng. Sếp. Dạ. Dạ em chào. Chào sếp. Chào mọi người. Dạ. Bàn công chuyện gì mà rôm rã vậy? Dạ bàn chuyện vui về gia đình, bàn còn nến lung linh. Thôi bây giờ bỏ tất cả các chuyện đó qua một bên. Tất cả mọi người tập trung nghe tôi nói nè. Như chúng ta đã biết, anh Nam, giám đốc chi nhánh ở ngoài Hà Nội đã bàn giao xong công chuyện. Bây giờ chúng ta cần một người bay ra ngoài đó để đảm nhận cái vị trí này. Ai trong phòng của chúng ta cảm thấy mình đủ năng lực, đủ kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để tiếp nhận cái vị trí này? Tự đề cử đi. Ai? Ai? Người đó chính là em anh. Thiệt, nãy giờ em nhìn xung quanh trong cái căn phòng này, mọi người im phăng phắc, mọi người đều rụt rè và sợ sệt với vị trí này. Chỉ có em. Em là một người dũng cảm, một người mưu trí mưu lược. Anh nhìn đi, ở trong cái phòng này ngoài em ra không ai khác xứng đáng vị trí đó hết. Bây giờ em là một người làm việc đó có trách nhiệm, có tư duy, có sáng tạo, có năng nổ, người duyên dáng, người độc thân, vô tính, nói chuyện lại có duyên đó anh. Nên em hay nghĩ là em xứng đáng cho vị trí này nhất. Đúng không? Đúng không các bạn? Vỗ tay nào các bạn ơi. Các bạn. Hay không? Mọi người đều vỗ tay tán thưởng em anh. Mọi người đều đồng ý em vô cái vị trí này không còn ai khác. Tốt. Dạ. Cậu tự ứng cử như vậy á thì tôi ghi nhận. Dạ, mình không còn bàn cãi gì nữa. Về chỗ ngồi đi. Dạ, đúng rồi mình phải về chỗ mình làm chứ. Và ngoài Toàn đang ra, trong phòng chúng ta còn ai tự ứng cử nữa không? Nghe mẹ nói là vợ chồng con sẽ dọn về ở chung hả? Dạ. Vợ con nó cũng đồng ý sao? Dạ. Trước giờ ý của vợ con, cô cũng như vậy. Ồ, vậy là con tự quyết định một mình hả? Dạ. Thôi, cái gì cũng phải từ từ con à. Cũng phải cho vợ con chút ít thời gian. Dạ con biết. Lần này con đã sai, vì có phần hơi vội vàng, chưa hỏi ý kiến của vợ con mà đã đồng ý. Không sao, nếu mà sai thì mình xin lỗi thôi. Dạ. Xin lỗi một lần không được thì xin lỗi nhiều lần. Có người vợ nào mà giận chồng hoài được đâu. Dạ con hiểu rồi. Ngồi nói chuyện với ba tự nhiên con cảm thấy thoải mái hơn hẳn. À, ba ăn đi để ngồi. Con cũng ăn đi. Dạ. Ừ, nếu mà có chuyện gì đó thì cứ nói với ba. Giúp được gì á thì ba sẽ giúp ha. Con cảm ơn ba. Cảm ơn nhiều nha. Ôi chồng ơi. Ơi. Nguyên nó đi mua đồ cho bảo bối của nó nè, cưng quá à. Thì người ta có con, tôi mua đồ cho con người ta có gì đâu. Em cũng muốn mua đồ cho bảo bối. Cái gì? Em muốn có con. Em muốn có con. Thiệt không? Thiệt. Tôi có nghe lộn vậy trời. Đi. Đi. Đi đâu? Đi lên mình sản xuất em bé. Cái gì vậy? Người ta nghiêm túc mà anh kỳ quá. Anh cũng đang nghiêm túc mà. Ban ngày ban mặt tự nhiên. Ban ngày ban mặt gì? Nhiều khi ban ngày ban mặt gì nó mới lạ đó. Không đi. Em nói thiệt đó. Tại vì lúc trước em nghĩ là bây giờ là mình phải lo cho nội nè, lo cho ba mẹ, nên là khoan có con. Nhưng mà bây giờ có anh chị hai rồi, san sẻ gánh nặng rồi, mình nghĩ là mình có con đi. Ba mẹ nói là chưa có cần thiết, nhưng mà em nghĩ là ba mẹ mong có cháu lắm. Anh còn mong nói chi là ba mẹ. Hay là bây giờ mình rút hết tiền trong sổ tiết kiệm ra đi.
Chi? Để mình làm một chuyến du lịch giống như là honeymoon hưởng tuần trăng mật lần hai vậy, để mình sản xuất em bé. À, được đó, vậy cũng được đó. Rồi sản xuất xong sao nuôi con? Anh nói giỡn thôi, anh biết rồi. Coi như là mình hy sinh đời cha cũng cứu đời con đi ha. Cố lên chồng. Tự nhiên nghe nói tới anh hào hứng quá. Bà xã, giả bộ thử kêu anh tiếng ba thử coi. Ba sắp nhỏ á. Ba sắp nhỏ. Trời ơi, sướng, sướng. Trời ơi, sướng mà quéo người luôn á. Mẹ sắp nhỏ ơi. Ba sắp nhỏ. Trời ơi, sướng. Trời. Đồ tôi. Đồ khốn nè. Nhìn cái gì? Tại sao không có ai đối xử tốt với tôi hả? Tại sao không ai chân thành với tôi? Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai á, em sẽ đi đăng ký một lớp học nấu ăn. Để làm chi? Để sau này á, khi mà học xong á, tụi mình lấy nhau về, em sẽ trở thành một người vợ đảm đang, nấu tất cả những món mà anh thích cho anh ăn. Anh chịu không? Sao vậy? Tiểu thư như em, ai lại nỡ để cho em nấu? Anh sẽ là người nấu ăn cho em. Cho em biết nha, anh có tài nấu ăn rất là ngon luôn. Em biết mà. Vậy thì càng tốt. Vậy lúc đó thì em chỉ việc là chăm con thôi. Với lại anh ước sau này anh làm thật nhiều tiền nè. Lúc đó anh với em sẽ đi du lịch khắp nơi luôn. Anh ước anh sẽ dẫn em đi khắp nơi trên toàn thế giới luôn. Em đi đâu cũng được, miễn là ở bên cạnh anh là được rồi. Anh cũng vậy nữa. Anh làm như em con nít tới vuốt đầu em. Vậy bây giờ tụi mình hứa với nhau đi. Hứa hả? Ngày hôm nay, ngay tại đây, anh Tinh Bình, anh xin hứa kể từ giây phút này, anh sẽ yêu thương Châu của anh đến suốt cuộc đời, không bao giờ thay đổi. Vậy thì chưa đủ, em cũng phải hứa nữa. Em thề là em chỉ yêu mỗi một mình anh Bình thôi. Anh Bình à, anh Bình, anh đang ở đâu vậy? Anh đang bận lắm, không tới được đâu. Anh tới gặp em liền được không? Em nhớ anh lắm. Không tới được đâu. Nếu như mà anh không tới là anh phải hối hận đó. Bây giờ anh đọc tin nhắn đi. Chắc chắn là anh sẽ tới mà. Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Em lấy mấy tấm hình đâu ra? Em gài bẫy anh đúng không? Em gài bẫy anh đúng không? Anh làm gì anh lớn tiếng với em như vậy? Hả? Tại sao phải lớn tiếng với em? Không có một cái chút gì nhớ lại kỷ niệm của mình ngày xưa hết hả? Chuyện ngày xưa của hai đứa mình đã là quá khứ rồi. Bây giờ anh đã có gia đình, anh đã có Uyên, và tụi anh cũng sắp có con nữa. Đang đi ra, em phải chúc cho anh hạnh phúc mới đúng. Tại sao có thể bày ra trò như vậy? Em đừng nghĩ là em có thể làm những chuyện đó là có thể phá vỡ hạnh phúc của anh rồi anh quay lại với em. Anh nói cho em biết, đêm đó anh và em không xảy ra chuyện gì hết. Uyên. Mẹ chờ đi.
Mày chờ coi tao làm cái gì mày nè. Tao sẽ cho mày biết cái cảm giác bị cướp đi hạnh phúc là như thế nào. Chờ đi. À, hai con định là chừng nào dọn qua thì nói dạ. cho ba mẹ biết. Dạ, tụi con vẫn chưa. À không, mẹ nói vậy thôi chứ từ từ cũng được mà. Cuối tuần này tụi con dọn đồ qua được không mẹ? Con nói là cuối tuần này hả? Dạ. Cuối tuần qua nghe con, nghe. Mà sao ngộ vậy? Cái chuyện nhỏ dọn qua đây là chuyện vui. Mới hồi nãy hỏi là chừng nào nó dọn qua, nó nói cuối tuần, cái tự nhiên giờ mặt mọi người tần ngần. Phải chuẩn bị cái gì đi chứ. Ừ thì cái bữa nó dọn qua là tâm sự nhờ em giúp tụi nó. Cái bữa đó em bận, em làm với anh rồi. Mày bị gì vậy? Bị gì đâu. Không, tao chắc chắn mày có vấn đề. Mày cứ sống thật với mày đi. Thí dụ bây giờ á, mày gặp một cái chuyện gì không bình thường đúng không? Mày buồn thì mày cứ cười cho tao biết. Chứ bây giờ mày không biểu lộ cảm xúc gì hết, mày không lên cơn, tao cảm thấy mày không bình thường. Thầy ô. Đó, cảm xúc tao vậy đó. Tao càng cảm thấy không bình thường. Vậy tao hỏi mày, chuyện mẹ lấy chồng rồi về làm dâu nhà chồng có bình thường không? Bình thường, hết sức bình thường. Thì tao cũng đang là một chuyện hết sức bình thường. Không, tao khác mày. Ủa? Có gì là khác? Quan trọng rằng cái chuyện này mẹ tao cũng muốn tao làm như vậy. Mẹ mày cũng muốn mày làm vậy hả? Ủa vậy thì quá bình thường rồi. Tao tưởng thôi, mẹ mày không muốn á thì mới bất bình thường. Chứ mẹ mày muốn là quá bình thường. Ừ thì đang bình thường mà. Ủa sao vậy? Nhưng mà tao vẫn cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Không bình thường đó là mày, mày đang không bình thường. Đồ điên. Để coi. Mày bình thường thiệt hả? Dạ em bình thường. Vì chỉ có tao không bình thường thôi. Đúng, chính xác, mày mới là không bình thường đó, quá không bình thường. Ngoài Toàn đang ra, trong phòng chúng ta còn ai tự ứng cử nữa không? Không còn ai! Không còn ai! Em đi một mình anh à! Không còn ai! Dạ em! Hồi nãy nhớ không? Anh ơi! Em độc thân, vui tính, nói chuyện lại có duyên nữa. Còn Minh Anh đó là... Em biết là cô ta... vừa mới lấy chồng. Em sẽ sắp xếp được chuyện gia đình của mình thôi sếp. Cô ta phải chăm sóc chồng con. Cô không sợ gia đình mình tan vỡ à? Thôi được rồi. Bây giờ tôi quyết định vậy nè. Tôi sẽ cân nhắc dựa trên tuổi tác, năng lực và kinh nghiệm để đưa ra quyết định của mình. Ok. Dạ. Tụi em tôn trọng ý kiến của sếp. Nhưng mà em xin có một ý kiến. Nói đi. Đối với công việc của mình thì em nghĩ một người trẻ với sự nhạy bén và lanh lẹ thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Em xin có một đề xuất. Từ đây đến cuối tháng, nếu như trong phòng của mình người nào có biểu hiện tốt về năng lực thì coi như người đó giành được vị trí mà sếp đề cử hôm nay. Tôi thấy Minh Anh nói cũng rất là có lý. Tại vì tất cả mọi người trong phòng chúng ta đó, mỗi người đều có một cái điểm mạnh riêng. Cho nên đây sẽ là cơ hội cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta quyết định như vậy. Tất cả mọi người làm việc đi. Dạ. Ủa nhà mình đủ phòng vậy? Rồi anh hai của anh hai ở đâu ba? Trời, cả nhà đừng nói ở phòng của con nha. Ôi con không chịu đâu. Con, mẹ cũng đang suy nghĩ mà sao tự nhiên con la lên vậy? Mà nói nghe nè,
mình làm em á, mình nhường cho anh mình là chuyện bình thường, đúng không? Với lại hai đứa tụi con nhỏ xíu con à, hai vợ chồng nó cao bự, ở phòng lớn, tụi con ở nhà kho là vừa rồi. Út nói gì kỳ vậy Út? Hai vợ chồng con đang ở trong phòng, tự nhiên giờ chuyển qua nhà kho. Nếu vậy thôi Út ở vô nhà kho đi. À, má. Ừ. Mình vô kho mình ở má ha. Trời ơi, mình ở thì sao vừa. Chứ nó kêu kìa. Ừ. Nó vô kho ở là phải, cái kho nó dọn lại đàng hoàng để tới ở được con. Ừ. Mẹ cũng đang lo. Mẹ thấy Minh Anh từ xưa giờ nó quen ở nhà lớn rồi, bây giờ cái qua nhà mình không biết làm sao. Thằng Công á, dù gì thì cũng là con mình, không có khó xử. Khó xử là khó xử với con dâu kìa. À, hay là... Hay là cái gì? Em nói là thích ở cái phòng mà nó thoáng mát, cái phòng mình nó có cửa sổ. Giờ tự nhiên dọn vô nhà kho nó bí bách vậy. Với lại vợ chồng con cũng đang có kế hoạch riêng nữa. Ê ê ê, ui, kế hoạch gì vậy? Tính dọn ở riêng phải không? Út dọn rồi ở riêng đi, con ở đây để con còn phụng dưỡng cho ba mẹ con nữa chứ bộ. Thôi thôi, thôi, bây giờ hai đứa bình tĩnh nè, bớt nóng, không có lớn tiếng nữa. Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để từ từ mẹ tính, rồi có gì mẹ nói lại với mấy con sao, nghe. Dạ. Dạ. Làm gì vậy? Quân chỉ anh làm vậy á. Khùng quá đi. Đạo. Sao anh con nít quá vậy? Người ta chỉ anh cái gì anh cũng làm theo vậy hả? Chỉ cần em vui cái gì anh cũng làm hết á. Lần sau á, kêu Quân chỉ anh trò khác đi. Trò gì đâu mà. Đạo quá. Sao? Hết giận anh chưa? Sao không thấy hỏi em lý do gì mà em đồng ý vậy? Em đồng ý là có điều kiện đó. Anh đồng ý luôn. Wow, mạnh dữ. Chưa nghe gì là đã đồng ý rồi. Thì tại vì cái chuyện mà quyết định về sống chung, anh không có hỏi ý kiến của em là anh sai. Chỉ cần em không giận anh nữa, bất kỳ điều kiện gì của em đưa ra anh cũng sẽ đồng ý hết. Ok. Theo tâm lý học thì con người ta cần 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Nên sau 21 ngày em đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể hòa hợp với gia đình anh, thì lúc đó mình sẽ dọn ra ngoài. Ok. Hoặc mình sẽ có một phương án khác. Ví dụ như em được thăng chức lên thành giám đốc chi nhánh và phải ra Hà Nội công tác, anh theo em ra đó sống. Lúc đó mình có một lý do hợp lý để không sống chung với gia đình. Anh thấy sao? Wow, vợ anh giỏi quá ta. Chúc mừng em nha. Khoan, chưa có kết quả. Nhưng mà em tin nhất định em sẽ làm được. Anh tin em sẽ làm được. Thôi quyết định vậy đi. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội sống chung với gia đình anh nha. Có cái mặt hớn hở kìa. Ủa anh thích sống chung với gia đình dữ vậy đó hả? Ừ. Em ăn con tôm này đi. Nè, con ăn đi con. Mình cảm ơn mẹ. Ừ. Minh Anh, mẹ vui lắm. Mẹ vui khi là con biết suy nghĩ cho người khác. Nghe hai đứa dọn qua bển ở, mẹ nói thiệt á, mẹ mừng hết biết luôn gì đó. Đã làm như con cứng đầu lắm vậy. Trời đất ơi, con không cứng đầu thì ai cứng đầu chứ. Nè, mẹ em đi. Con thuyết phục vợ con sao mà nó chịu qua bển ở vậy? Nhờ sức mạnh của tình yêu. Nhờ gì cũng được hết á. Miễn sao á là tụi con qua bển ở là coi như bù đắp được phần nào rồi. Dạ. Bù đắp cái gì vậy mẹ? Ý mẹ nói là chồng con á đã xa gia đình lâu rồi. Bây giờ đây là cái cơ hội để chồng con gần gũi mọi người. Ý của mẹ là như vậy đó. Dạ, hồi nãy con chỉ nói giỡn thôi. Chứ thật sự ra Minh Anh nghe lời của mẹ lắm. Mẹ dạy cái gì phải là Minh Anh đều nghe hết. Ừ. Em ha. Dạ chồng, dạ mẹ. Ngoan lắm đó mẹ. Thôi ăn đi.
Dạ luôn. Em nè chị. Cuối cùng á, Minh Anh không chịu dọn qua bển rồi. Tôi nói thiệt nha, tôi nghe cả người luôn vậy đó. Chị thì khỏe rồi. Còn em mệt hết cả người. Dầu của em nó ốm ghén nằm suốt trên phòng đó. Mà chị cũng thừa biết, em có biết làm gì đâu. Trời đất ơi, chuyện đó thì có gì đâu mà khó. Với chị thì dễ rồi, còn em thì khó lắm đó. Chị cũng thừa biết, bếp trong em đâu có rành đâu. Giá như chị ở đây thì hay biết mấy. Hay là chị qua bên đây ở luôn với em đi. Dù sao hai đứa con của chị cũng qua bên nhà chồng rồi. Thôi, tôi ở đây một mình được mà. Hai đứa con của em nó đi làm suốt, chị em mình á cùng nhau bầu bạn tâm sự cho vui. Nè, bây giờ dì tính làm mẹ chồng tôi luôn đó hả? Thôi được rồi, có chuyện gì á kêu chị qua chị giúp đỡ cho. Được rồi, nếu chị suy nghĩ lại á, nhớ nói cho em biết nha. Ừ, chị biết rồi. Dạ. Anh ơi, em muốn nộp hồ sơ xin việc ạ. Vào đây đi em, vào đây đi. Dạ. Anh, hồ sơ xin việc của em đây ạ. Bách, chị mày nói là tuyển nam không tuyển nữ mà Bách. Kệ bà đi, nam nữ gì không bình đẳng mà, sợ gì. Trước giờ mình làm ở quán nào chưa em? Dạ, do em là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường nên em chỉ có kinh nghiệm đi làm gia sư, với lại em có kinh nghiệm đi làm ở các siêu thị 24 giờ. Anh ơi, tính tiền giùm em. Đợi anh xíu em. Dạ, anh, để em tính tiền cho. Bên bàn đó hết bao nhiêu vậy anh? 85 ngàn. Dạ. Chị ơi, của chị hết 85 ngàn ạ. Khỏi thói giùm em nha chị. Em cảm ơn chị. Anh ơi, tiền của anh đây ạ. Rồi ra. Anh, cho em hỏi là cái khay mình để đâu để em đi dọn cho. Em nhìn ở trên kìa, có cái khay chưa? Đó, lấy đi. Dạ. Ê Bách, anh thấy con bé này được nha. Sao? Nhanh nhẹn tháo vát mà nắm bắt công việc cũng ổn quá. Hồ sơ. Anh ơi, cái khăn này á em xả ở đâu được ạ? Ở trong á, em nhìn ở trong có cái bồn á, em vào trong nhìn đó, xả trong đó. Dạ. Nhanh nhẹn tháo vát mà không ngại việc ha. Nhưng mà cái gì mà nhưng? Là gì anh sợ bả dữ vậy? Mà người ta nhiệt tình vậy không nhận tội người ta quá à. Mày chưa thấy chị mà hóa thành con cọp hả? Kệ bà đi. Em ơi, Bách bị... có ai anh hướng dẫn cho nè. Dạ. Ở quán mình thì nhân viên order đã đủ rồi, nên anh sẽ nhận em để làm pha chế. Thì quán mình đã có công thức sẵn hết rồi, tí anh sẽ in ra đưa cho em học thuộc ha. Dạ. Mình có điều quan trọng ở quán mình á là phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Em lưu ý á, trước khi về em phải kiểm tra hết chỗ này cho anh. Phải sạch sẽ, thật sạch sẽ cho anh nha. Dạ, dạ em biết rồi. Kính chào quý khách ạ. Đây là chị chủ quán xinh đẹp. Đây là nhân viên mới, anh Quân mới tuyển á chị. Ê, mày nhân viên mới, anh Quân tuyển. Dạ mới tới vợ. Uống nước uống nước cho mát. Ai vậy? Bé nhân viên anh mới tuyển. Con bé nhân viên. Em đã nói với anh là sau bạn Ngân mình không có tuyển con gái nữa. Không, anh biết đây nè, anh có ghi vô đây nè. Hồ sơ tuyển nhân viên nè, tuyển nam không tuyển nữ. Anh có viết vô đàng hoàng. Nhưng mà em ơi, bây giờ kiếm nhân viên khó quá. Với lại anh thấy con bé cũng nhanh nhẹn nè. Được việc mà làm cái gì cũng sẹt. Hay lắm, được lắm. Sẹt. Được lắm. Nên là hốt vô. Không có, nhanh nhẹn thiệt. Thằng Bách thấy luôn mà. Xúc mày tuyển nữ. Đừng có ghen vậy, tội nhìn nghiệp. Nhìn không biết phân biệt hả? Không, vợ. Phân biệt không được hay sao? Không, em phải nghe giải thích, đừng có nghĩ vậy xấu, tội anh. Ít bữa đi làm á, thấy cảnh này hoài á, không sao đâu, sẽ quen thôi à. Dạ. Ô con. Mẹ. Mẹ tính vậy, mẹ có bàn với ba rồi. Hay là ba với mẹ đó sẽ... Ôi
Con biết mẹ nghĩ cái gì mà con thích cái phòng này lắm luôn á. Trời ơi sáng vậy ha, nhìn thấy được mặt trời mọc luôn nè, trời ơi thích ghê lắm. À, với lại ha, bình thường con với anh Đạt đâu có nhiều đồ đâu. Ừ, sáng đi buôn bán tối về ngủ à. À, anh chị hai nhiều đồ nên ở phòng cũ của con là đúng rồi. Nhưng mà con thôi được cái nhân gì hết trơn á, không có gì đâu mẹ. Thiệt á, con thích cái phòng này lắm. Con nói thiệt hả? Dạ con nói thiệt mà. Con à. Dạ. Đứa nào mẹ cũng thương hết là con mà. Với lại dâu đó, mẹ không có thiên vị đứa nào với đứa nào đâu nha con. Nha. Dạ, con hiểu mà. Con hiểu mẹ mà. Tối hôm qua Đạt nó phản ứng dữ dội quá. Mẹ cũng ngại. Rồi cái mẹ định bàn với ba. Mẹ thấy... Không sao đâu mẹ. Tính ổng vậy mẹ biết mà. Có gì để con nói chuyện với ổng. Ổng không chịu không? Con giận luôn. Anh Đạt nói vậy thôi. Chứ dễ tính lắm. Và anh cũng nghĩ người cho gia đình mà. Sao đâu. Cảm ơn con. Sao cảm ơn con? Mẹ con mà cảm ơn gì không biết nữa. Thôi thôi để mẹ dọn phụ con nha. Dạ thôi mẹ con dọn được rồi. Được rồi để mẹ dọn mà. Mẹ dọn thôi đó nha. Chứ không có được dành phòng với con đó. Phòng này là con là chấm lâu lắm rồi đó. Không, anh không có chịu đâu. Anh à, em thấy bình thường mà chồng. Anh chị hai mới về thì có phòng nào ở phòng đó chứ. Phòng này vợ chồng mình ở lâu rồi. Với lại em cũng cần phải có không gian thoải mái để sinh em bé nữa chứ. Em biết rồi. Nhưng mà bây giờ mình không đổi thì ba mẹ sẽ đổi. Mà đổi phòng lạ, ba mẹ ngủ không được rồi sinh bệnh rồi sao? Anh thấy có đúng không? Mình nhường một chút đâu có sao đâu. Nha. Được rồi, đổi thì đổi. Nhưng mà em á, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác đó. Em cũng phải suy nghĩ cho em nữa vậy. Sao? Làm ảnh hưởng đến kế hoạch anh với em sinh con là nó không có chịu đâu đó. Không có ảnh hưởng đâu, yên tâm đi. Biết đâu mình đổi phòng khác, cái mình hợp phong thủy, cái mình đẻ liền từ tì mấy đứa luôn. Đã sắp nhỏ ha. Nịnh nịnh tôi, nịnh tôi, nịnh tôi. Tưởng tôi kêu là kêu tôi là ba sắp nhỏ rồi muốn làm gì làm hả? Thì không nịnh chồng thì nịnh ai. Ba sắp nhỏ, đổi nha. Rồi, đổi thì đổi. Xin chào mọi người, chào sếp. Có vẻ căng ha. Sếp ơi. Sếp ơi sếp. Sếp ơi. Sếp à. Em phải thừa nhận rằng là mỗi lần mà em nhìn thấy cái cảnh mà sếp làm việc chăm chỉ như vậy á, em cảm giác giống như là mình được tiếp thêm cái năng lượng để làm việc vậy đó. Thì nên rằng là sếp nghe em nói nè. Sếp bình tĩnh, sếp nghe em nói nè. Em muốn nói với sếp là em cảm ơn sếp. Bởi vì nhìn thấy sếp làm việc chăm chỉ như vậy, em tiếp thêm được năng lượng. Nên em không có gì hơn là chúc sếp một ngày làm việc hiệu quả. Ok, em xin báo cáo hết. Không cần thiết phải như vậy đâu. Tôi được cái vị trí ngày hôm nay đó là nhờ sự siêng năng, cần cù, tư duy, sáng tạo. Cô phải biết lượng sức mình. Đừng có nên cố quá đu theo. Cố quá là coi chừng thành quá cố đó, hiểu chưa? Em không hiểu tại sao người ta thường á là chuyện lớn quá nhỏ, còn mà sếp toàn là chuyện nhỏ mà sếp làm cho nó lớn không à. Em thấy công việc của mình đâu có cần gì đâu phải là cố quá. Công việc của mình chỉ cần một sự nhạy bén nè, thêm một cái sự nhanh nhẹn nữa là chúng ta sẽ có một cái bài viết chất lượng thôi. Cần gì mà phải quá cố. Bình tĩnh lại. Tự tin lắm cô gái. Để coi, thì cô cứ ráng viết bài đi, rồi xong đem qua đây cho sếp duyệt. Để tôi coi nhân viên ưu tú của tôi viết bài hay và tuyệt tác như cỡ nào. Sếp à. Ê, ê. Nói như thế này. Nói như thế này. Sếp tổng. Sếp tổng. Đã nói rằng đây là một cuộc cạnh tranh hết sức là công bằng. Đã nói rằng đây là một cuộc cạnh tranh hết sức công bằng. Thì nên rằng. Thì nên rằng. Em nghĩ em không cần phải nộp bài qua sếp nữa, mà em nên nộp bài trực tiếp cho sếp tổng để thể hiện sự công bằng
Sếp thấy sao? Để thể hiện sếp trọng thế thấy sao? Ủa sếp làm gì vậy? Tôi đang làm việc của tôi. Sếp à, sếp tổng đã nói là chúng ta cạnh tranh công bằng. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô làm tôi rối rồi, giờ tôi giết theo cô. Ok. Ok, bây giờ cô tự tin như vậy rồi, cô tự tin chiến thắng như vậy thì cô cứ nộp thẳng đơn lên để mà xin đi. Để coi 30 chưa phải là Tết đâu, qua đây làm rối tôi hả? Tự nhiên giết theo cả bài. Sếp ơi, chúc sếp vào ngoài làm việc hiệu quả nha. Không cần thiết đâu. Làm cái gì vậy? Dạ, tại do em mới vô á nên em chưa có quen mấy cách sắp xếp ở đây, với lại em đang tìm hiểu, không có gì đâu chị. Ủa gì vậy chị, có họ làm gì đâu mà tự dưng lắp bắp dữ. Dạ. Thấy chị đi nước đi. Dạ. Dạ, của chị nè chị. Làm việc tốt nha. Dạ. Làm gì được em hả? Vợ ơi là vợ ơi, để cho người ta làm việc, vợ cứ nhìn tao hoài cho tao làm việc được. Ủa thì em có làm gì đâu, em chỉ nhìn thôi mà. Làm gì đâu mà hả, em vừa mới hỏi cái này lắp ba lắp bắp như là giấu giếm cái gì đó. Em nghi lắm nha. Linh cảm của em là không có sai bây giờ đâu. Thôi cho anh xin được không? Em lúc nào không vậy, ngoài những người bạn thân của em ra em không chơi được với ai. Em nhìn ai cũng nghi ngờ hết trơn. Cũng đúng. Em mà linh cảm tốt rồi chắc đã không lấy anh rồi. Bây giờ linh cảm vậy không tốt, mà linh cảm anh tốt, anh lấy được vợ, được chưa? Uống gì anh vợ làm nè. Uống gì anh vợ làm cho. Thôi bỏ đi. Em đã tìm hiểu kỹ và tham khảo một số vụ tương tự. Theo em, để bảo vệ cho bên A thì mình chỉ cần 3 luận điểm này. Còn bây giờ thì em sẽ tìm và thu thập thêm chứng cứ. Theo chị á, thì luận điểm 1 và 2 á, thì ok. Nhưng còn luận điểm 3 á, thì vẫn thiếu tính thuyết phục. Chị nghĩ là em nên về tìm hiểu thêm tài liệu cho nó có tính thuyết phục hơn. Dạ, em cũng thấy luận điểm này chưa ổn. Em sẽ tìm thêm thông tin. Không có cần vội vàng đâu. Bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi. Em chỉ cần về á, lập ra là em cần tìm những gì. Sau đó ăn trưa xong á thì em làm việc sau. Dạ, em sẽ làm ngay. À, dạ, sao chị? À, em nhớ là giữ gìn sức khỏe của em. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị. À, hay là trưa nay á chị mời đi ăn trưa nha. Chị sẽ báo với thư ký đặt bàn, còn em á báo với group sẵn chúc mừng em có em bé luôn ha. Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ thông báo với mọi người liền. Ok. Dạ. Chuẩn bị đi ăn, sếp khao. Thật hả chị? Alo, xin hỏi ai vậy ạ? Cô gọi cho tôi có gì không? Em biết là chị mới có tin vui, nhưng mà em còn muốn báo cho chị thêm một tin vui khác nữa kìa. Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi, vòng vo chi vậy? Tin vui thì phải nghe trực tiếp mới hay chứ. Em sẽ gửi địa chỉ quán, chị tới đi, rồi em sẽ kể cho chị nghe nha. Tôi nghĩ giữa cô và tôi không có gì để nói với nhau hết. Chuyện này có liên quan tới anh Bình, chị tới hay không thì đừng có hối hận. Chuẩn bị xong hết chưa? Mình đi. Xong rồi chị. Em nói cho mọi người chưa? Em xin lỗi chị. Nhà em vừa mới gọi. Bây giờ em có chuyện, em phải về gấp. Chắc không đi ăn với phòng mình được. Chị thông cảm giùm em nha. Thôi không sao đâu, lần khác á, ăn chúc mừng em cũng được mà nha. Dạ em. Nhưng mà chị vẫn khao, em đi không? Dạ, đi chị. Ok. Thôi em đi nha chị. Thank you.
Cô có chuyện gì thì nói liền đi, đừng dây dưa mất thời gian nữa. Cái gì cũng phải từ từ chứ chị. Chị làm cái gì mà gấp gáp quá vậy? Lúc trước em nhớ chị chịu đựng giỏi lắm mà. À, hay là bây giờ có Barbie rồi cho nên thay đổi nội tiết tốt, làm cho con người của mình trở nên nóng tính hơn. Chồng chị gọi kìa, sao chị không nghe đi? Em với chị cùng nghe nha. Em không đợi anh được đâu, anh đã tới quá trễ rồi, cho nên em sẽ nói tất cả sự thật cho chị Uyên nghe. Châu, Châu, không được vậy, Châu. Cái này là gì đây? Chị coi đi rồi chị sẽ hiểu thôi. Cái này là... Và đây là chủ nhân của nó. Chị thấy rõ không? Em zoom cho rõ nha. Nè, chồng của chị á. Không phải, anh mình không bao giờ làm chuyện này hết. Không bao giờ. Không bao giờ làm chuyện gì? Bao giờ cái bụng của em nó như vậy đó. Chị quên rồi hả? Cái hôm mà anh Bình đưa em đi bệnh viện, sau đó đưa em về nhà, và sau đó nữa là em với anh uống rất là nhiều rượu với nhau. Và sau đó đó nữa thì xảy ra chuyện gì á thì chị tự hiểu đi. Anh xin lỗi em, em đi về muộn. Châu không sao rồi, Châu chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Châu của anh quan trọng lắm hả? Tại sao giờ này anh mới về? Gọi điện thì anh không nghe máy, mà anh còn cúp máy ngang nữa. Anh làm gì ở bên đó? Tại sao anh không gọi điện thoại cho em? Anh coi anh kìa, người thì nóng nặc mùi rượu. Anh nhậu với Châu đúng không? Cái thai được bao lâu rồi? À, cái này á hả, chị phải hỏi chồng của chị đó chứ sao em biết. Vậy em bình tĩnh nghe nói nè, anh và cô ta không xảy ra chuyện gì hết, về nhà anh kể cho em nghe đi. Anh Bình, anh vừa nói cái gì? Không xảy ra chuyện gì là sao? Chuyện này là cô bày trò đúng không? Vừa lòng chưa? Tôi không ngờ tâm địa cô lại xấu xa tới vậy. Em không có bày ra gì hết, trong bụng của em đang chứa giọt máu của anh đó. Sao lại đối xử với em như vậy hả? Em cũng là phụ nữ mà, em cũng cần được quan tâm lo lắng như người ta chứ. Đi về. Anh Bình. Đi về. Anh Bình. Cô diễn đủ chưa? Cô thấy vui không? Chị nói cái gì vậy? Diễn gì ở đây? Không phải tất cả là do cô bày trò ra sao? Bày trò gì? Tôi nhắc cho chị biết, tất cả những gì tôi nói là sự thật. À, hay là chị giận quá chị mất khôn rồi hả? Cô thấy rồi đó, tôi rất là bình thường. Và cô cũng nghe anh Bình nói rồi đó, anh ấy không có gì với cô hết. Tôi hoàn toàn tin những gì chồng tôi nói. Còn nếu như đêm đó thực sự xảy ra chuyện gì giữa cô và anh ấy thì vợ chồng tôi sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm. Chị tự tin quá rồi đó. Chịu trách nhiệm kiểu gì? Chị nuôi con của tôi hả? Cô không nghe anh ấy nói hả? Anh ấy không yêu cô, nên cho dù cô có thai hay không thì anh ấy cũng sẽ không quan tâm chăm sóc như cô muốn. Cô có làm bất cứ điều gì ra chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng tôi đâu. Mình về thôi anh.
Anh xin lỗi mà Uyên. Nghe anh nói nè, nghe anh nói nè, anh với cô ta hoàn toàn có gì hết. Anh xin thề luôn đó. Tại sao anh lại nói dối em? Tại vì tối đêm đó anh nghĩ lúc mà về nhà mà anh nói thật những chuyện đó cho em biết, em lại nghĩ lung tung, em lại không tin anh. Nhưng mà anh đâu nghĩ cô ta lại nham hiểm độc ác tới như vậy đâu. Vậy anh nói dối em, anh có nghĩ đến cho cảm xúc của em không? Anh xin lỗi em, nhưng mà anh thề với em luôn, anh xin cam đoan là anh với cô ta chưa hề có đụng chạm hay bất cứ gì hết. Vậy tại sao lại có những tấm hình đó? Những tấm hình đó có đụng chạm không? Thì cô ta bằng cách nào đó cô ta gài bẫy anh, làm sao anh biết được. Vậy còn cái sổ khám thai đó đó, anh chắc chắn với em là cô ta đi tới một cái nơi bệnh viện hay gì đó, cô ta làm cái sổ giả đem tới đưa em coi thôi. Chắc chắn cô ta không hề có con gì với anh. Dạ tin anh đi, em phải tin anh. Tại sao anh luôn luôn đặt em vô những cái tình huống khó xử như vậy vậy? Tại sao lúc nào anh cũng làm em đau lòng vì chuyện của Châu vậy? Uyên, anh buông em ra đi, em cũng có sợ anh thêm một chút. Uyên, 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 cái gì vậy? Người ta thì có người đưa người đón chở đi chơi kìa. Ôi ngọt ngào quá. Còn mình, ôi nó chán. Ở đâu à? Nãy Bông đi giao hàng á. Ừ. Cái thấy cái tiệm cơm này nhiều người bu đông quá, Bông nghĩ chắc là nó bán ngon lắm. Ừ. Nên Bông đứng xếp hàng à, mua qua cho Hồng ăn á. Ngon lắm hả? Ngon lắm. Để coi. Khô queo à, ăn không có được. À, biết cơm khô nên Bông có mua trà sữa cho Hồng uống nè. Hồng uống đi. Trà sữa gì đây? Trà sữa trân châu đường đen, ngon lắm. Thôi à, Bông đi làm nha. Ê ê ê, đi đâu á? Đi đâu? Đi đi. Người gì đâu mà nhút nhát dễ sợ à. Tao mới nói con chút xíu bỏ đi rồi. Cô à, con nghe tin là chị Yên đang có thai, cho nên con đã tìm hiểu rất là kỹ những cái loại thuốc này tốt lắm, cho nên là con mua về cho chị Yên để dưỡng thai đó cô. Cô đưa cho chị Yên uống giùm con nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Con mà có thai á là con tập trung dưỡng thai dữ lắm, tại vì con là trời cho mà. Chúc mừng cô nha, sắp lên chức bà nội rồi. Cô còn mặc giày tới đây nữa à? Đi ra ngoài mau. Có chuyện mày gì? Đừng có tin tưởng cô ta. Cô ta không tốt như mày nghĩ đâu. Còn à, Châu nó mang thuốc vào đây tẩm bổ cho Uyên mà. Ai biết thuốc đó là thuốc gì? Loại người như cô ta mày đừng có tin. Nè, còn sao vậy? Hả? Anh Bình, có chuyện gì? Anh nói gì vậy? Em có lòng mua thuốc bổ tới cho chị Uyên mà. Cô còn dám nói hả? Mày biết cô ta làm gì không? Cô ta cài bẫy con. Cô ta nói là con làm cho cô ta có thai. Cũng may là vợ con hiểu chuyện, vợ con tin tưởng con. Nếu không cô ta làm ầm lên thì mày biết cái gì không? Ảnh hưởng tới thai nhi, ảnh hưởng tới cháu nội của mẹ. Anh Bình, anh bình tĩnh đi. Em làm như vậy là tại vì em muốn thử lòng chị Uyên thôi chứ. Im đâu đi. Có im đi ra ngoài. Con bình tĩnh lại. Thôi con về đi, có gì hai cô cháu mình nói chuyện sau nha. Về đi con, đi. Dạ. Thôi mà, con về trước đi. Khoan đã, cầm về. Bởi vậy, như vậy mới đáng. Cuối cùng thì Tú Uyên của chúng ta cũng đã có ngày giơ móng vuốt lên xử đẹp con tiểu tam mà. Làm gì mày qua đây còn quậu nữa. Trời ơi, phải sung sướng lên chứ. Cái gì bảo quá. Nói chung không có chuyện gì. Hay nhưng mà
Dù gì cũng cảm ơn mày, tao học hỏi mày đó Minh Anh. Học cái gì mà học, tao phụ không bao giờ mà xử nhẹ vậy trơn á. Gặp sư phụ quá cho nó ê mặt rồi. Đúng, học trò còn non quá trời ơi. Ê, nhưng mà tao thấy vậy là quá lắm rồi đó. Vậy mà quá rồi Minh. Quá gì mà quá vậy? Mày phải làm loạn lên cho tao chứ. Lâu rồi mình mới làm loạn một lần, mình phải làm loạn cho nó đáng. Đúng rồi. Giờ sao đó? Tiếp tục không? Thôi nhưng mà hiếm khi bây giờ tao mới được yên ổn vậy. Bây giờ mà làm lớn chuyện lên nữa là tao sợ cái con kiểu Tam đó, nó còn bùng nổ, nó còn làm lớn chuyện hơn tao nữa đó. Thôi đừng có sợ. Trời ơi, thì thôi mày không cần làm. Để đó tao, tao sẽ ra tay. Và cộng thêm bà chị dâu của mày nữa. Thôi 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 thôi, đừng có rủ chị dâu của tôi tham gia những chuyện đó. Chị dâu tôi bận lắm. Tại vì sao? Tại vì ngày mai chị dâu tôi phải dọn về nhà ở chung rồi. Các bạn ơi, các bạn chuẩn bị ăn tân gia nha các bạn. Nhiều chuyện nè. Ủa? Ta ai kêu đem cái chuyện đó ra đây vậy hả? Tại vui. Đang lo lắng không biết sắp tới sao đây nè. Không có gì đâu lo. Nhà tao á, ai hả cũng nhiệt liệt chào đón mày hết trơn. Còn tao đây nè, tao phải bỏ cái mái ấm thân yêu à, cái phòng thân yêu của tao cho mày. Mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Trời, tao thấy cái số mày sao vậy? Hết chịu đựng nhà chồng chứ đủ, sao giờ còn chịu thêm bà chị dâu này nữa? Em khổ lắm anh ơi. Thôi đừng có than, sẽ không lâu đâu, cái phòng đó sẽ trả lại cho mày. Ủa làm sao? Có nghĩa là kệ tao. Gì? Mà mấy chị lạc đề rồi nha. Chủ đề ngày hôm nay là nghĩ cách để tiêu diệt loài châu chấu. Đúng. Đó, đang hứng thú cái vụ đó đây nè. Đó, vô trọng tâm đi, bây giờ làm sao đó. Mỗi người một cây này nè, hiến kế nè. Để nghĩ coi. Sao? Hay không? Ê, nói nghe nè. Tụi bay có hiến kế gì hay làm gì làm nha. Trễ giờ rồi, chắc giờ hả mẹ chồng đang chờ tao ở nhà đó. Đây là chuyện của mày. Đây là bàn cái đề tài này là vì tương lai của mày. Tiêu diệt loài châu chấu để trả lại hòa bình cho mày chứ không phải cho tụi tao. Mày phải đây mới được. Ê tao biết rồi nhưng mà hả, trời ơi tao không về là có chuyện lớn hơn nữa đó. Thôi bây giờ biểu quyết đi. Bây giờ ai đồng ý cho nó về? Không ai đồng ý hết. Trời ơi. Bye bye. Ê cảm ơn trước nha. Kiến kế gì báo cho tao biết nha. Ủa trời, chuyện của ai vậy? Cứ như vậy là không được. Mình phải thay trời hành đạo. Khải nói đi. Giờ tính bây sao? Bây giờ tính nè. Không, bây giờ cái nó là cái con châu chấu. Đồ gì mà quá trời đồ trời. Ê Mai, còn phòng nào khác không? Sao cái phòng này có chút xíu vậy? Nó bằng nửa phòng tao bên kia à. Đây là cái phần thân yêu của tao đó. Tao đã nhường cho mày rồi, mày còn chê nhỏ chê lớn hả? Thôi phụ tao đi nè. Thôi bà mày. Em, con nghỉ tay xuống ăn cơm đi. Cả nhà đang đợi, ăn xong lên làm tiếp nha. Em nghe rồi. Ăn cơm chị dâu ơi. Bữa cơm làm dâu đầu tiên. Mày nói gì quá đây? Chị dâu ơi, xuống ăn cơm. Tao ăn con vô. Ủa, vợ con đâu rồi con? Dạ, xuống tới kìa mẹ. Mấy đứa xuống ăn cơm. Chị, cứ tự nhiên nha chị. Dạ. Ăn nhiều nhiều vô nha. Dạ. Em ngồi đi. Lẹ lẹ mấy đứa ơi, nó bụng quá. Thôi, mọi người cầm đũa. Con ăn nhiều vô nha con. Dạ, mẹ cũng ăn nhiều nha. Rồi, xin mời mọi dạ, người. Dạ, xin phép. Mời. Dạ, mời má. Nè, mấy đứa ơi, dọn đồ chừng nào xong. Bà thấy thì đồ thì nhiều quá đi, mà phòng thì chật, rồi tụi bay liệu có ở đủ không? Lúc đầu tụi con dọn không thấy gì, xong rồi đem lên phòng sao thấy quá chừng luôn. Dạ, tại công việc của tụi con cần nhiều đồ vậy đó. Nhưng mà để tụi con cố gắng sắp xếp cho hợp lý, rồi đừng có lo. Có gì đâu, nếu như mà chật quá thì cứ đem qua phòng của Út. Phòng Út còn rộng dữ dằn lắm. Út hứa không bao giờ Út tùy tiện xài đồ của người ta. Nếu như mà có thì Út sẽ xin phép. Cô Út ơi, thôi thì con nói mít lòng trước đặng lòng sau. Tại con cũng có mấy món đồ riêng tư á. Nên mai mốt Út có cần gì á thì Út nói trước với con một tiếng nha. Một tiếng là 60 giây ha. Út báo trước cho con 60 phút. Cô Út thông cảm cho nó nha. Tánh nó thẳng tính ghê lắm. Thẳng tính tốt chị.
Coi hai vợ chồng ha, nếu mà cần mà sửa sang phòng ốc gì cho nó tiện á thì cứ nói với ba nghe. Dạ ba. Dạ. Có cần chỉnh sửa gì nữa không? Dạ chắc không cần chỉnh sửa gì nữa đâu ba. Chỉ có điều con hơi thắc mắc là con thấy ở nhà mình không có bồn tắm. Nhà này từ trước tới giờ xây dựng là đã vậy rồi đó con. Mình về ở thì phải chấp nhận ha con. Dạ con không thấy nên hỏi vậy thôi. Dạ mời chị. Dạ. Chào quý khách. Dạ chị Dung Nhi ạ. Em tới đây uống nước là phụ à, mục đích là gặp thầy Bách đó. Thầy đâu rồi chị? Thầy Bách hả? À anh Bách đó hả? Ủa em tới đây làm gì? Em dùng gì để chị làm cho? Lát nữa em kêu xong. Thầy, hôm nay mình học ở đây đi, đổi gió nè. Tại vì hôm nay nhà em ồn quá, anh chị hai đang dọn nhà á. Cũng được. Đứng đây chờ thầy chút nha. Ai, thầy đi đâu vậy? Thầy lên phòng. Em đi nữa. Cái gì? Phòng con trai em lên làm gì mà đi nữa? Đi. Phòng lao. Xong nước chung mực lắm á thầy. Được. Trời, cho em ly nước nha. Ủa cái chai gì lạ vậy trời? Nè, cái chai này là của chị đó. Em đừng có tái máy lung tung rồi, lát nữa bể đồ ở đây bây giờ. Em xin lỗi nhưng mà... Thôi, em ra ngoài làm việc của mình đi. Đứng đây làm gì? Thì tao rót nước. Đi ra hào, đi. Rót nước cũng hôi nữa. Ây da. Thấy xích vỡ ra. Biết rồi, tí nữa đi. Em. Em nghe. Con sửa đi. Biết là công việc quan trọng nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Biết rồi mà, một tí nữa em uống sắp xong rồi. Mà sao anh thấy em dạo này bận dữ vậy? Về tới nhà mà công việc quá trời nữa. Em biết sao không? Tại vì á, sếp vừa giao cho em một vụ án rất là quan trọng. Nếu như mà lần này thành công á thì thôi. Bí mật, khi nào mà thành công em sẽ khoe với anh. Ồ. Nghe hấp dẫn ha. Nhưng mà anh nghĩ công việc có quan trọng cách mấy cũng không có bằng sức khỏe của em với lại sức khỏe của con đâu. Uống đi. Biết rồi, lẻo nhẻo bên tai hoài à. Giỏi. Cảm ơn nha. Hoàn thành nhiệm vụ nha. Cảm ơn em. Cảm ơn hả? Ừ. Trời ơi bạn ơi bạn, sao tự nhiên bạn khách sáo dữ vậy bạn? Bạn có âm mưu gì phải không? Âm mưu gì đâu. Tại vì á, nhờ em mà anh sắp có con. Em lại chịu giữ sức khỏe cho em và con nữa. Nên cảm ơn em. Em biết rồi.
Anh có tin tưởng là em có thể thắng vụ kiện lớn lần này không? Anh tin là sẽ thắng. Vợ của anh mà tài giỏi. Cảm ơn chồng yêu của em. Anh ơi, mình sắp có con rồi nên là chồng yêu của em á phải tin tưởng em nè, ủng hộ em nhiều hơn mấy không? Biết rồi. Em chào anh chị. Em chào anh chị. Dạ. Hay là em qua đây học luôn. Hôm nay em đổi nói chị đi nước nha. Dạ. Thôi học đi nha. Chung đi. Gì vậy? Làm gì nhìn tới chăm chăm sao ta làm việc được? Anh. Gì? Không mấy thôi. Đuổi việc được không anh? Trời trời, nói chuyện kỳ vậy? Chứ em thấy em cứ có cái linh cảm không lành. Mà bây giờ lo quá, khó chịu quá. Không có đuổi được, anh nói em nghe nè, người ta đang làm việc tốt, mình đuổi kỳ lắm. Mình là chủ, mình thích đuổi thì mình đuổi. Dạ, nước của chị đây ạ. Em ơi, lúc nãy chị ngồi ở đây. Chị đến lấy cái bóp đúng không? Ờ, đúng rồi. Dạ, chị đợi em chút xíu nha. Chị, bóp của chị đây nè. Chị xem có bị mất cái gì không nha. Đủ rồi em. Thôi chị gửi em tiền cà phê nha. Dạ thôi, khỏi. Cái này là nhiệm vụ của em mà. Cảm ơn em nha. Em chào chị. Vợ thấy chưa? Người ta làm việc trách nhiệm. Khách làm rơi đồ, cất lại khách vô trả. Làm việc xích xác vậy, cớ gì mình đuổi người ta? Ai biết được. Bây giờ mình ngồi ở đây, giờ không lẽ lấy của người ta? Thử có ai mà dám lấy. Anh đi binh mà cái tào lao không? Anh không có binh, mà vấn đề là vợ quá cái đa nghi. Bớt đa nghi lại, đừng có nghi ngờ người ta. Người ta mới làm việc cho mình hết mình được. Cái đó không phải là em đa nghi, mà em linh cảm xưa giờ là không có sai ai hết đó. Thôi. Đó giờ linh cảm sai lất không đa nghi rất quen. Thôi được rồi. Nói chung là bây giờ ai cũng tốt đẹp hết đó. Chỉ có em nè, chỉ có em, một mình em là xấu xa thôi. Không. Đúng không? Không, dạ bớt. Thôi được rồi, anh đừng đụng với người xấu, mất công lắm, anh xấu lây đó. Không. Được rồi. Anh lỡ miệng, anh xin lỗi vợ. Thôi, anh lỡ miệng mà. Ây da, trời ơi. Ây da, nặng quá. Trời ơi, sao mày không ra mày phụ giùm nó để nó làm có mình nó kìa. Thôi mà má, con giúp mới giờ con làm quá chừng làm rồi. Với lại á, hai vợ chồng nó ích kỷ lắm. Con mới vừa mở đồ ra con coi có chút xíu à. Làm như con ăn cắp tin hơn bằng. Vậy thì phải rồi. Nó sợ con dở ra rồi con làm hư đồ của nó làm sao. Đúng quá đồ của người ta mà. Không làm đâu. Má muốn thì má đi làm cho tụi nó đi. Có chuyện với mày sao bực mình quá trời quá đất rồi. Không nói thiệt tao. Chị má. Trời má. Sao vậy? Anh hai ơi. Đâu? Anh hai. Ủa má có sao vậy? Anh hai ơi. Ôi trời ơi, mà đứa nó đau. Ráng chịu đau chút má. Thẳng lưng lên. Đó, đúng rồi. Đau. Tao nó thịt. Không có cần mày ôi cha đau quá. Mày làm đau quá. Trời ơi, tao đau nó mới hết má ơi. Mày mệnh tay quá mà tao chịu không có nổi. Rồi. Bỏ. Tôi. Đau mà. Ôi cha. Ủa, ba. Nội bị gì vậy? Tao nói bà nội bị đau lưng kinh niên. Mà mỗi lần bấm quyệt là cứ nhõng nhẽo hô đau qua rùm cả nhà luôn con ơi. Trời ơi nó mạnh tay quá, nó làm đau quá. Ui ba, đau hả? Ba để con thử bấm quyệt cho nội nha. Đau. Thử coi sao. Đau quá. Nhiều khi đổi thầy nó khác. Ôi cha. Nội, mà đau ở đâu? Nội đau ở đây hả? Ở đây hả nội? Ở đây hả? Ở đây hả? Ủa mà bên này hết đau rồi. Ôi, còn ô bên xích rồi này.
Ủa mà thôi làm đi, khỏe rồi, không có gì hết, hết đau rồi. Con bấm hết rồi đó. Hả? Con bấm nguyệt cho nội hết đau rồi đó. Con bấm rồi. Dạ. Con bấm giỏi vậy đó. Lúc trước con có học qua một khóa bấm nguyệt mà. Trời ơi, thấy không? Trời đất ơi, mày thấy không? Bây giờ nó hơn mày, nó xịn đàn bà nó nữa, thấy không? Con hơn cha rồi đó, mày thích chưa? Giỏi quá. Người ta kêu là hậu phụ sinh hậu tử đó má. Thôi khỏi, mày dở quá, mày mạnh tay quá, mày làm tao đau muốn chết. Cháu làm tao là hay nữa. Mày mốt mà nội có đau nữa, để con bấm nguyệt cho nội nha. Bây giờ con qua đây rồi, con ở đây rồi. Các con, mỗi ngày con bấm nguyệt cho nội nha. Chép nè. Tao không cần mày nữa đâu, không cần mày đâu. Dạ, có con hắc phủ ba. Không cháu nội giỏi quá. Dạ. Rồi, với cái mạch có RLC mắt nối tiếp này á, muốn tính cường độ hiệu dụng, đầu tiên là mình phải tính vết tương đương. Nghe chưa? Thì có nghe thầy nói không? Có. Nhưng mà thầy có thấy chị kia có gì đó kỳ kỳ không? Cái gì? Em mới kỳ á. Em biết một câu trắc nghiệm bao nhiêu điểm không? Em ngắm em làm được mấy câu? Nhưng mà em nói mà thầy không tin em. Lo học đi, nhiều chuyện quá. Nè, viết cái công thức này vô cho thầy. Nhanh lên. Viết rồi nè, ở đây nè. Nè, cái Y nè là sẽ bằng U chia Z. Có nghe thầy nói không? Tin em đi, thiệt. Hình như chị đang âm mưu quá vậy. Thầy nhìn thử đi, nhìn nha, nhìn quá. Bây giờ có học không? Không học thì đi về đi. Học hoài không tiến bộ. Ủa rồi tự nhiên lớn đấy nha em. Em muốn tốt cho thầy vô. Không học nữa. Bách, gì mà sợ mùa này hả? Không có gì hết rồi. Rồi, mất mẫu dạy rồi đúng không? Thôi, cô vô nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ đi về được rồi. Thôi, để con đưa mẹ về. Nghe mẹ nói nè, bây giờ đã ở bên nhà chồng rồi thì con phải sống làm sao mà biết trước biết sau với người ta. Mẹ biết là có người con sẽ thấy không hợp, có người thì con sẽ sống hợp. Nhưng mà mình phải biết dung hòa như vậy mới là con gái của mẹ, hiểu chưa? Biết rồi mà, con là nhà báo, trước giờ môi trường nào mà con không thích ứng được mẹ cứ lo xa. Thì tôi lo vậy đó mà. Thôi, đi vô nhà đi, mẹ về được rồi. Thôi, ôm cái. Trời ơi, như xa lắm gì đó. Thôi mẹ đi, vô nghỉ ngơi đi con. Mẹ nhớ ngủ ngon nha, không có được nhớ con rồi khóc một mình đó nghe chưa. Không có đâu. Thôi mẹ về. Nè, hình như em chồng con kìa. Thôi mẹ về nha. Dạ, dạ mẹ đi cẩn thận. Rồi con. Sao hôm nay về trễ vậy ta? Chào con. Ủa, sao hôm nay về trễ vậy? Nó mặt mày làm gì bí xị vậy? Có gì nói chị hay nghe coi. Sao? Có gì nói cho tôi nghe. Sao chị gì? Thiệt rồi. Ủa, cái gì hết? Thiệt luôn á. Ảnh tôi cho công việc của người ta, còn thanh xuân của em thì ai thương? Em bị phủ rồi. Trời ơi, khổ cô ghê. Mới có chút xíu rồi, mới có chút ác mà phải cứ lo là bị phủ, bị này, bị kia. Em phải biết tuổi em bây giờ là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học nè. Rồi lớn lên sau này mình thành tài, người ta biết trân trọng giá trị của bản thân mình. Lúc đó mà tha hồ lựa chọn nè, đứng nè, rồi anh nào. Lúc đó mình lựa chọn. Thấy không? Thiệt hả chị hai? Trời ơi, chị hai nói mà em nghe à. Đúng là nữ cường của em. Không có gì phải lo hết trơn á. Chuyện nhỏ mà huống chi á, em là rất là xinh đẹp. Thấy không? Bây giờ chỉ việc lo học thôi là em vô địch. Chị, nhớ nha chị hai. Cả ngày nay cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. Còn chút xíu em dọn cho xong mà. Em, anh hy vọng sắp tới em sẽ quen với cuộc sống gia đình này. Em thì hy vọng anh đừng có quên lời hứa mà anh đã hứa với em. Anh biết rồi,
Để bây giờ anh tiếp thêm sức mạnh cho em nha. Ây da, thiệt luôn á, mỏi dễ sợ, ở dưới đây nữa. Anh tin một lúc nào đó em sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ mọi người giống như anh và sẽ thay đổi quyết định. Khuya rồi, lên giường nghỉ đi em. Sắp xong rồi, chờ em tí đi. Con nó nói là con buồn ngủ lắm rồi kìa mẹ ơi. Con ơi, con ơi, con cho phép mẹ làm việc thêm một chút nữa nha. Đó, đó đó, đó. Con nó đồng ý rồi đó. Thiệt không? Thiệt. Để nghe con nói thử. Rồi, để ba truyền đạt lại. Nè, con mới nói với anh đó hả, là con buồn ngủ lắm rồi đó mẹ. Phải không? Phải con nói vậy không? Con mới truyền đạt với anh. Em không tin em hỏi con đi. Có không con? Không có hả? Con cho mẹ làm gì thêm chút nữa hả? À, con cũng muốn được ngồi trước máy vi tính coi ánh sáng như thế nào hả? Đó. À rồi, mẹ nghe đã thấy chưa? Anh nghe không? Anh không tin. Để anh nghe lại, để anh nghe lại, để anh nghe lại. Ồ, thấy chưa, rõ ràng là con nói là con buồn ngủ lắm rồi. Mẹ bây giờ ngưng làm việc đi, lên giường ngủ đi. Thôi đi mà, bạn ơi bạn. Bạn cho mình tập trung làm việc thêm tí xíu đi nha bạn. Tí tí nữa thôi, chút nữa thôi. Bây giờ em có hai lựa chọn phải làm. Một, tắt máy lên giường ngủ. Còn sao hai nữa? Là... thôi để anh làm luôn. Ờ, làm gì? Anh nhưng mà... à... trời ơi, chiếc giường yêu quý của tôi. Đây. Tới anh. Thế anh làm gì? Ngủ chứ làm gì. Em đặt báo thức gì sớm gì vậy? Thì người ta muốn làm chồng cho người ta một điều bất ngờ, được không? Định làm gì đây? Vô gì? Đã nói là bất ngờ, bây giờ nói ra còn gì là bất ngờ nữa. Được, nếu không nói thì bây giờ anh sẽ phạt em ôm anh ngủ tới sáng không được bu ra. Em có một hình phạt nặng hơn, đó là em sẽ thọt lét anh xuống ngủ luôn. Thôi mà, ngủ đi. Nhất định sáng mai anh sẽ không. Vậy bây giờ anh phải ngủ thật là ngon để sáng mai thưởng thức cái bất ngờ đó của em. Mình phải cố gắng, nhất định sẽ thành công. Con ơi, hai mẹ con mình cùng cố gắng nha. Mình sẽ mang đến bất ngờ cho ba.
Em, chuông reo kìa, sao không dậy mà tắt rồi? Sớm mà anh dậy gì? Hôm qua em nói là sáng nay muốn làm gì điều gì bất ngờ mà. Em, trời ơi, cuộc đời em chưa đủ bất ngờ nữa hả? Thiệt tình chứ. Rồi thôi, ngủ tiếp đi. Vợ ơi. Ủa, em ơi. Em đây. Xong chưa? Tên tên tên. Lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, sướng quá vậy. Trời ơi, được không xã? Làm đồ sáng mang lên tới phòng luôn. Rồi, xin mời. Xin mời bà xã hả? Cảm ơn xã. Chưa có ăn được đâu. Ủa sao vậy? Phải một chút nhạc du dương nữa mới lãng mạn. Trời ơi, sướng quá vậy. Đây. Rồi, xin mời bà xã. Sướng quá, sướng quá. Lãng mạn quá ha. Mang đồ ăn vô tới tận phòng, mở nhạc rồi hưởng thụ. Tưởng đây khách sạn 5 sao hay gì. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người lớn đang chờ. Hả? Chuyện gì? Cho em rồi. Mẹ, bộ đồ này đẹp quá à, mẹ muốn cho con được không? Cái tủ quần áo của con chưa đủ đầy hả? Dẹp đi. Tối ngày cứ lấy tiền, xin tiền mua sắm quần áo hoài. Công nhận ha. Hôn nhân vợ chồng, cuộc sống nó thật là ngọt ngào làm sao. Ôi, tao nói sáng ra, con biết sao không? Sáng sớm thì đồ ăn ngập ở trên giường luôn. Người vợ thì chưa thức dậy, còn nằm in trên giường. Người chồng rón rén đi tới, hôn lên trán người vợ, kêu một tiếng, vợ ơi. Trời ơi, nó ngọt gì đâu. Ôi, đúng là idol của con luôn á. Sao này còn phải lấy chồng giống như anh hai mới được. Bà xã, mốt bà xã có muốn anh vừa thức dậy là chiên ốp la trên giường không? Gắn thêm hai cây nến nữa. Anh kỳ quá. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Chào cả nhà. Chào mẹ. Mẹ con xin lỗi, tại ngày đầu tiên chắc là con chưa quen giờ con dậy trễ, ngày mai con sẽ lưu ý. Làm sao để báo thức nghe con. Dạ. Chứ không thôi rồi cả nhà nhịn ăn sáng luôn đó. Dạ thôi, con xin phép đi làm. Thôi em cũng đi làm luôn. Bye Út. Út đi nha. Dạ. Lát dùm này chút nha. Mặc kệ Út. Dạ, mời chị uống miếng trà cho ấm bụng. Dạ, cảm ơn chị. Chị Xui nè, tánh của tôi thì thích nấu ăn, mà ác một cái là mỗi lần nấu là phải nấu cho nhiều, mà có một mình ở nhà ăn một mình thì buồn quá, cho nên tôi đem qua để ăn chung gia đình cho vui. Lần trước chị cũng có cho rồi, mà phải công nhận chị nấu ăn khéo thiệt á, quá ngon luôn à. Thôi để vợ chồng công á, chút nữa rồi cái tụi nó về rồi ăn cơm chung với cả nhà rồi mời chị qua ăn luôn nha. Dạ được. Dạ. Vậy để tôi ăn chung gia đình luôn ha. Dạ. Chị. Bà có nhà không vậy chị? Má tôi đi chơi với mấy bà bạn rồi. Trời ơi, lúc này bà già vui lắm. Từ lúc mà có thằng Công về nha, tự nhiên tánh tình thay đổi, vui vẻ, rồi thích đi chỗ này, thích đi chỗ nọ. Cả nhà cũng phấn chấn lên đó chị. Dạ, như vậy là bây giờ gia đình của mình cũng vui rồi chị ha. Chị thì coi như là cũng nhẹ lòng, bởi vì tìm được con rồi. Nhiều khi tôi nghĩ là bây giờ mình những cái chuyện không hay trước đây á, chị bỏ qua, cảm thấy cái tinh thần mình thoải mái hơn chị ha. Không, làm sao mà bỏ qua được. Chuyện như vậy làm sao mà dễ dàng bỏ qua được. Xin lỗi chị, cứ nhắc tới chuyện này là tôi đau lòng.
Nhưng mà chị thử nghĩ coi, 30 năm trời, tôi với ổng, rồi cả má tôi nữa, tụi tôi phải chịu đựng chuyện này suốt mấy chục năm trời, làm sao mà gằn lòng cho được hả chị? Thôi có gì chị bỏ qua nha. Không thể mà nếu mà chị đứng ở trong hoàn cảnh tôi thì chị cứ suy nghĩ đi, làm sao mình có thể mà tha thứ cho kẻ đã gây ra tội lỗi như vậy được. Tôi sao tự nhiên tôi cảm thấy hình như là tôi choáng váng quá. Thôi xin phép chị, tôi về nghỉ nha. Chị cũng lên lầu nghỉ ngơi nha chị. Chị mệt hả? Rồi cứ về nhà nghỉ, nhớ uống thuốc nha chị nha. Dạ. Chừng nào vợ chồng công nó về cái ăn cơm, chúng tôi qua mời chị qua ăn cho vui ha. Thôi tôi xin phép chị tôi về nha. Dạ. Tôi đã làm sai nên giờ nhận quả báo phải không ông? Tôi đã làm liên lụy đến con mình rồi. Giờ tôi nói ra sự thật thì hạnh phúc của Minh Anh sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu không nói ra, tôi lại cắn rứt không yên. Ông ơi, tôi biết phải làm sao đây ông?